Nay thì Chimmy Farm sẽ xuất dâu giống đi để trồng. Hiện tại thì đang nhổ những cây đến tuổi. Ê, mình đang gặp hai cô này đây rồi. Những cây nào thì mình có thể xuất đi thì chị Lâm nhỉ? Đâu cây nào? Những cây mà lá nó lớn một chút đúng không? Rễ nó bắt đầu chui ra ngoài rồi nhỉ? Bộ rễ như vậy là đủ đi được đấy. Cây này trồng một cái là trồng phát triển luôn nhỉ? Ăn luôn nhỉ? Hai tháng nữa là có quả. Nghe vẻ hấp dẫn quá. Làm nông dân dễ như vậy à? Cắm cây xuống thôi là ăn thôi mà. Nhưng con này mật độ vẻ dày nhỉ? Mình vừa gọi là vừa tỉa nó ra đúng không? Ừ, cái này dễ bắt đầu đâm. Bây giờ là tháo cái bầu này ra, cái cắm đất là hai tháng sau có quả liền. Không phải làm gì hết đâu, cũng có cái tiền rồi. đằng kia thì có mấy cô đang chuẩn bị là gì nhỉ? Gọi là thu những cái sọt đen chứa những cái dâu này, tập hợp nó lại rồi cho nó lên máy cày. Di chuyển trong vườn hơi khó khăn tại vì cái luống nó hơi bự. Ông phụ một mình phải hai cái chứ. Phụ nữ là một cái thì ông phải hai cái cho nó khỏe chứ. Đây người đàn ông là đẹp nhất ở cái vườn này đây. Đẹp trai nhất ở cái vườn này. Là chú phụ. Chú được lên YouTube. Ồ được rồi, ok, bịt này rất đây xin nào. Ồ đây rồi. Một công nhân đẹp trai nhất. Công nhân nam đẹp trai nhất vườn. Hồi này toàn phụ nữ này, sao đàn ông hiếm thế. Ông phụ làm cái trò gì vui đi. Ông cứ âm im thin thít thế thì các bà làm sao cười được. Trên vườn thì khá là vui tại vì mọi người hầu hết là trong một ngày thì mọi người 8 tiếng làm việc cùng với nhau, tiếp xúc với nhau, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống rồi cả trong việc nữa, nên là trêu nhau là chuyện bình thường à. Không cười xem cái này coi anh xem nào. Cô xấu thì cô xấu với chồng cô chứ chắc là thể lão sinh với lại ông hàng xóm à. Cô bía vừa cô khênh một cái thôi, cô ngồi lăn ra đây này ăn vạ. Cô đi khênh tiếp đi. Đây, những cây dâu mà Chimmy Farm xuất đi thì nó sẽ như thế này. Hôm nay thì vườn sẽ xuất đi khoảng 5.000 cây. Rất là mỡ mà. Xếp nó lên chị. Xếp nó lên cho nó gọn. Xếp gọn vào. Đưa em đây cho. Chimmy thì mọi người sẽ dùng cái máy cày kia để chuyên chở các cả đồ đạc, trong đó thì có chuyên chở giống cây dâu từ vườn ươm đến vườn sản xuất. Bây giờ mình sẽ ra xem mọi người làm nào nhé. Đây, những cái sọt dâu đã chuẩn bị sẵn cả kỹ đây rồi. Bây giờ chỉ có đưa nó lên thôi. Chúng ta xem là mọi người làm nào nhé. Máy cày đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta chuẩn bị đưa cái giống lên nào. Cái máy kéo khá là hữu dụng. Vừa có thể cày đất này, vừa có thể kéo theo một cái thùng lớn để có thể chuyên chở đồ đạc. Đó. Nó rất khỏe. Vượt mọi đường đất luôn. Các bạn mới thấy mấy cái đồi đằng sau không?
nó có thể thoải mái vượt được mấy cái đồi đằng sau đấy. May mà nó còn ốm mới cho đấy, không là tí nó nắng vỡ mồm ra thì lại kêu. Tất cả vì xem dự báo thời tiết hết rồi. Không xem dự báo thì làm sao mà biết giờ nào mà trồng cây được. Tối nay mà nó mưa cho trận nữa thì cũng lại ông nào cũng cười chứ toàn cười gì. Đây là cái vườn, đây là cái vườn mà hôm nay thì những cái dâu giống đầu tiên của Chimmy Farm sẽ tiến hành trồng. Mọi người thì đang xếp cái dâu mà chúng ta chuyển vừa cái nương từ trên cái nương giống xuống đến cái nương sản xuất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tham quan một chút nha. Ngày mai là trồng đấy anh Toàn nhỉ? Ngày mai trồng nhỉ? Chiều trồng luôn à? Buổi chiều tốt hơn đúng không? Trồng buổi chiều tốt hơn. Là dễ luôn. Được một đêm nó tận dụng được một đêm mà. Đây là cái vườn mà chúng ta sẽ chuẩn bị trồng cây giống xuống. Thì hiện tại thì đội nước họ đang tiến hành tưới ẩm cho vườn. Tưới ẩm các bạn ạ. Chuẩn bị đất sau đó thì phân bón rồi các loại phân bón hữu cơ đã được chuẩn bị trước rồi. Bây giờ cái vườn này thì sẽ tiến hành trồng đầu tiên. Ngược nắng thì có vẻ các bạn trông không có vẻ hơi khó. Nhưng mà đây. Để mà trồng được thì Chimmy Farm sẽ ưu tiên là trồng cây vào buổi chiều. Thì lúc này thì không khí tương đối mát mẻ. Đấy, cây sẽ có một cái khoảng thời gian nó là cả một đêm trong thời tiết mát thì có thể thích nghi ngay với lại cái điều kiện ở khu sản xuất. Cái khu sản xuất thì nó đương nhiên là có khác biệt so với khu ươm giống rồi. Khu ươm giống thì các bạn có thể thấy là khu ươm giống nó có mái che để hạn chế bớt ánh nắng. Nhưng ngoài này thì không. Khi trong khu sản xuất này thì cây dâu sẽ trồng được ngoài trực tiếp ngoài trời. Đấy, bây giờ thì đó, các bạn có thể thấy là đất nó khá ẩm ướt, dây tưới nhỏ giọt. Đó. Chỉ tí nữa thôi thì khi mà đội vườn, đội sản xuất tiến hành trồng cây thì mình sẽ quay một cái đoạn clip cho các bạn nhé. Ok, view một cái toàn cảnh nào. Không biết là trong video các bạn nhìn thấy những hạt nước nó rơi long lanh không? Như bên ngoài thì khá là tuyệt vời đấy. Từng giọt nước một từ dây tưới nhỏ giọt nó rơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Trong video hơi cây hơi khó nhỉ? Ok. Các bạn sau nhé, tí nữa chúng ta sẽ trồng cây. Đấy, trong lúc mình vừa ra ngoài thì mọi người đã trồng được 2 hàng rồi. Sang hàng thứ 3 rồi. Hiện tại thì đang có đôi 4, 6, 8 8 người đang trồng cây trong cái vườn này. Ok. Let's go. Cái sọt đấy thì 2 người nhấc đi. Thế bây giờ em chuyển ra cái gì, cái đấy thì một bạn cây chuyển cho thêm bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ nhá, trồng hai bên đúng không? Trong hình thì nó quay. Đây là một cái video về hướng dẫn trồng cây dâu.
cô cứ đào một cái lỗ nó rộng rộng một tí, đừng 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 ép nó xuống, đào một cái lỗ mình lỗ vừa đủ cái đấy thôi, đừng ép nó xuống cô Đậm ạ, ép nó xuống là chặt cái bầu nó đất nó có bung rễ ra. Bây giờ mình thử nhá. Cái dâu này thì mình sẽ đầu tiên là sẽ bóc bỏ cái bầu này ra này, cái phần mà có cái ngó dây ngó này, cái dây ngó bên phải của nó thì mình sẽ hướng vào trong. Tại sao mình phải hướng cái ngó này vào trong đúng không? Tại vì sau này cái quả nó sẽ hướng ra bên ngoài. Hướng ra bên ngoài. Đó. Khi mình trồng thì mình sẽ đào một cái lỗ vừa nhỏ, vừa đủ thôi. Để vừa một cái bầu đen này. Mình không trồng sâu quá thì nó sẽ đất nó sẽ chèn cái cổ của cây và cây sẽ không thể nào ra lá được. Khoảng cách giữa các cây này với cây là bao nhiêu? Mỗi cây khoảng cách các cây là 35 phân đúng không cô? 35 phân. Đó.